Hiện tại Sun Sale và Đình Giá đã có một cái Shopee có tên là Sun Sale và Đình Giá Store. Các bạn muốn tham khảo phụ kiện về sò lạnh, về sạc dự phòng, kể cả điện thoại vân vân mây mây, chúng mình đều bán các bạn nha. Ngoài ra có cả kênh TikTok là Sun Sale và Đình Giá, các bạn cũng mua tham khảo phụ kiện thứ trên đấy thì chúng mình cũng đều có và mức giá rẻ nhất thị trường các bạn ạ. Xin chào các bạn đến với Sun Sale và Đình Giá, tiếp tục là Xiaomi 13T. Các bạn nhìn này, ôi cái vân tay nó bám trên mặt lưng kính dã man luôn. Mình cũng vừa có chơi xong tựa game đầu tiên là Liên Quân Mobile trong tầm khoảng hơn 12 phút thì về cơ bản chơi cũng được thôi, nhưng mà FPS các bạn thấy cái biểu đồ nó sẽ không phải là quá ngon nha. Trung bình khoảng đâu đấy là hơn 58 một tí thôi. Và trong quá trình mình chơi thì không có một cái gì gọi là giật lag cả. Mình chơi một trận ấy tầm khoảng 12 phút và các bạn có thể xem lại một chút về cái thông tin của máy này. Với Xiaomi 13T đang chạy trên cái phiên bản MIUI 14.0.5, phim hóa RAM là 12GB và bộ nhớ trong là 256. Em này trang bị con chip là Dimensity 8200 Ultra. Cái điểm số ăn thu chấm được khoảng đâu đấy là khoảng hơn 800 thôi. Đây các bạn có thể thấy này, 884.000 điểm. Ok chưa? Và mình sẽ đến với tựa game thứ hai là COD. Hôm trước mình có test Genshin rồi, cơ bản các bạn chơi được ở ok một tí nhá, ở mức đồ họa cao và 60. Đến tựa game thứ hai COD. Ở hiện tại còn 45% pin, chơi bằng cái wifi này độ sáng sẽ đẩy lên tầm khoảng 80% nha các bạn. Xem về cái mức setting đồ họa COD nào. Rất cao và tối đa anh em ạ. Rồi, bật lên được. Mình cũng chơi chỉ để cái chế độ là balance thôi anh em ạ. À các bạn nhớ mình đã xóa roi xe trên con 13T rồi này các bạn. À có một thằng cũng xuống đây này anh em ạ. Mày lại đây. Tự nhiên ơ lag à? Do mạng hay sao? Đùa, không nhặt được item này. Đây. Mình cho âm lượng to lên chút nha. Đấy. Sản phẩm Xiaomi 13T nếu mà xét trong cái tầm tiền chính hãng thì khoảng 10 triệu nha, hơn 10 triệu một chút. Đây là một sản phẩm cực kỳ đáng mua cho các bạn muốn mua một sản phẩm yên tâm để sử dụng lâu dài và có bảo hành các bạn nha. Em này thì vẫn sẽ hỗ trợ trang bị kháng nước IP68 thôi. Nhưng mà tuy nhiên các bạn thấy FPS nó sẽ không kiểu thẳng tắp 60 nhé. Nó gọc gành lên xuống khá là nhiều. Về cơ bản trải nghiệm của mình khi mà chơi trên con này ấy, hiện tại chưa có vấn đề gì cả. À có một thằng. À đây. Các bạn đang bắn nhau trên này. Không biết là như nào nhá. Nhưng mà mình chơi cái gọi là vút chạm trên 13T cảm giác nó hơi nó dùng cái giò của mình rồi. Mình té ra một tí. Kiểu cảm giác chơi COD nó không được gọi là phê cho lắm anh em. Trong nhà làm có bom. Hết bom rồi. Cái cảm giác chơi của mình sau tầm khoảng 16 phút hơn chơi ấy, cái nhiệt độ chơi con này với tựa game COD nha, nó có cảm giác khá là nóng nha. Khá là nóng. Ủa? À đây. Nó phải tầm khoảng 42 độ anh em ạ. Còn 4 tên. Đây có tên là định nhăm nhè chỗ này.
À, đây. Không hiểu sao CD sao nóng thế nhở. Nhưng mà FPS nó cũng không phải là thẳng tắp anh em nhá. Nói chung với Demon 8200 Ultra trên con này này, bình thường nếu mà dành cho bạn nào dễ tính, ví dụ như là mình đi, thì cũng ok thôi. Còn bạn nào thích chơi kiểu 120fps ấy, chơi kiểu này thì cũng sẽ không được thoải mái cho lắm đâu. 120fps Liên Quân nha anh em. À đây, một thằng trong nhà này. Nó chạy ra rồi. Kẹp. Đây. Công nhận nóng thật đấy. Ok anh em ơi, mình chơi được khoảng 19 phút này. Hiện tại còn 38% pin. Và như mình đã chia sẻ với các bạn về cái mức nhiệt độ ở trên con Xiaomi 13T, theo như những cái trải nghiệm của mình mà mình đã test rất nhiều máy nha, chỗ khu vực con chip này này, nó cũng khoảng 42 độ, tầm đấy thôi, 42 độ nha các bạn. Và đây các bạn cũng thấy cái video FPS COD Max Setting trên 13T này, Xiaomi 13T, nó sẽ không thẳng theo kiểu dạng sửa chỉ mà mình test nhiều sản phẩm nha. Nó gập ghềnh lên xuống khá là nhiều này. Chỗ này nó khoảng đâu đấy là 50. Đấy, không được ok la cho lắm anh em nha. Nhưng mà FPS cho mình vẫn được 59.4. Vừa rồi là cái trải nghiệm chơi game của mình ở trên Xiaomi 13T với tựa game Liên Quân và COD, thì các bạn cảm thấy thế nào? Đừng quên để lại comment bây giờ nhá. Nói chung là để chơi game cái kiểu vừa phải, nếu nhưng mà muốn chơi game ngon thì bắt buộc phải lắp headset anh vào các bạn ạ. Còn bình thường thì con này cũng cảm giác của mình với tựa game COD là không ổn cho lắm thôi, còn lại rất ok nhá. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Mức giá rẻ nhất Xiaomi 13T mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận game. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.